Xin chào các bạn đến với ASX Monkey. Ok, bữa nay thì là giữa tuần thì mới thứ ba, nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn một số update. Thì bữa nay thì cái chương trình của mình là sẽ là mình đầu tiên mình sẽ nói về ASX update ngày hôm qua và ngày hôm nay. Một cái nữa là mình sẽ nói về passive investor và active investor, có nghĩa là người đầu tư một cách thụ động và một người đầu tư một cách chủ động. Thì nói chung ra thì các bạn nói so sánh cho các bạn biết cái nào là cái sự khác biệt nhau. Ok, và cái cuối cùng là mình sẽ nói một cái tin ngoài lề, cái tin vui, không phải tin vui nhưng mà cái tin mình đọc trên news mình thấy nó hấp dẫn, cho nên mình share lại cho các bạn cùng theo dõi ha. Ok, xin cảm ơn các bạn, rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Okay, hôm nay thì ASX của mình lên được là 0.5%. Ngày hôm qua thứ hai thì chúng ta bị rớt là 2%. Bữa nay thì chúng ta lên được 0.47% là chính xác 32 điểm các bạn ha. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái bản đồ ngày hôm qua. Okay, ngày hôm qua thì đó chúng ta là trong STW thì cái này tracking ASX 200 nó xuống 2%, rớt xuống 2% là ngày 29, và bữa nay thì chúng ta lên được lại 0.5%. Biểu đồ chúng ta thấy rõ ràng, so sánh một ngày thì đầu ngày là 63 đồng 61 sen, cuối ngày thì được 63 đồng 65 sen, 63 đồng 61, 65 cho lên được một chút xíu. Lý do hôm thứ hai chúng ta xuống nhiều tại vì thị trường Mỹ, ảnh hưởng thị trường Mỹ xuống cho nên chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ coi sơ một tuần vừa qua đó, lý do chúng ta rớt từ bản đồ này cho chúng ta thấy rõ ràng hơn, rớt nhiều ha. Ok, đó là tin tức của cái thị trường Úc. Trong ngày bữa nay thì nói chung là cũng ok cho tất cả các bạn investor. Nếu bữa nay thì hôm qua xuống 2%, bữa nay lên lại 0.5%, có nghĩa là vẫn còn xuống 1.5%. Hy vọng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ gỡ lại được phần nào của tuần tới, của ngày hôm qua, ngày thứ hai. Rồi thì hy vọng chúng ta sẽ gỡ lại được, thì chúng ta sẽ thử chờ xem nha. Ok, rồi bước sang cái phần thứ hai là tôi muốn so sánh với các bạn giữa active investing và passive investing, cái sự khác biệt như thế nào. Ok, active investing là chúng ta là những người đầu tư, chúng ta lúc nào cũng theo dõi, giống như là hiện tại là tôi nói là tôi là người active investing tại vì tôi sẽ coi kỹ cái tài khoản của tôi có nó lên xuống mỗi ngày coi như thế nào. Và tôi sẽ nghiên cứu thử xem có những nào là những cái công ty mới ra và tôi mua, hoặc là những công ty nào tôi không nên mua, và những cái tôi đại khái là tôi theo dõi nó mỗi ngày. Nhưng mà tôi thì lại không có trading everyday. Nếu mà tôi trading mà mua bán mỗi ngày thì tôi có thể gọi tôi là trader chứ không phải là investor. Ok, thì cái đây là cái sự trên Investopedia nó so sánh. Okay. Nhưng mà người ta nói rằng passive investor thì nó sẽ ít mua bán hơn, là các bạn chỉ thích cái nào đó thì bạn mua, bạn để đó, hoặc là bạn mua nhiều hơn, từ từ mua thì sẽ cái hiệu ứng mà compound interest, là theo tiếng Việt là interest cộng dồn, nó càng ngày càng nhiều thì tiền của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Đó là lý do có thấy rằng cái trong cái lịch sử mà investment đó, thì người ta thấy là những người mà passive investor ở đó thì họ có nhiều cái nguồn investment hơn là những người active investor, tại người ta lo làm, người ta lo kiếm tiền, đại khái cái nguồn nó vô quan trọng hơn, rồi người ta có người ta lại người ta bỏ vô đầu tư, là passive investor, ta không có thời gian để mà theo dõi gì hết. Ok, còn cái người active investor như tôi, tại vì tôi làm công việc của tôi là IT cho nên tôi trên computer tôi cứ nhìn vào mỗi cái stock mỗi ngày,
À, mỗi giờ tôi cứ monitor, nhưng mà thực sự ra thì cái điều đó thì nó cũng tốt, nhưng mà sometimes nó cũng bị stressful, tại vì chúng ta cũng nhìn ra lúc lên thì chúng ta ok vui lắm, nhưng mà lúc xuống thì chúng ta hơi buồn. Cho nên rồi các bạn sẽ, nếu một vài bạn thì người ta có nói sơ về vấn đề này tôi coi. Ok, so active investor thì là take on, là hand on, cái take hand on approach, rồi require đó là mình cũng là mình coi kỹ cái portfolio của mình như là một cái portfolio manager. Điều này thì đúng, tại vì tiền của mình phải coi kỹ, hoặc là những bạn có thể nhờ người ta invest cho bạn được, và những người ta sẽ coi chừng cho bạn cái portfolio, và những người đó người ta manage cho các bạn. Còn nếu mà bạn là passive investor thì bạn investor theo thời gian long term, bạn mua một chút xíu, vài bữa bạn có tiền thêm bạn mua thêm, rồi bạn cứ để đó, bạn không phải đá động gì nó, thì cái nó lên xuống kệ nó, chỉ có thời gian bạn review nó chẳng chừng may vì 6 tháng 1 năm, cũng có thể bạn review ít hơn, nhưng mà cái đối với bạn cái điều lên hay xuống trong một ngày hai ngày không có vấn đề gì bạn. Đó là hai cái điểm khác biệt giữa chung, thì tùy các bạn thích cái kiểu invest nào bạn phải invest đó. Active investing thì người ta sẽ mua nhiều cái stock, sẽ canh, tôi là tôi coi những cái stock nào đó tôi thích tôi mua, và sau đó một thời gian tôi consider nữa, cái này không lợi với tôi nữa, không có hợp cái chiến thuật của tôi nữa thì tôi sẽ bán. Còn bạn passive investing thì người ta sẽ mua cái ETF nhiều, là những cái gói exchange fund nó include nhiều company với nhau, như là ASX 200, American SP 500, thì người ta sẽ đầu tư trong đó, và theo thời gian thì người ta cũng sẽ có vừa có dividend mà vừa có cái income, cái share nó grow, nó appreciate theo thời gian, và cũng rất là tốt. Ok. Rồi, thì mình nói sơ vậy thôi. Vậy thì các bạn tự chọn, các bạn thích là active hay passive thì tùy bạn. Nhưng mà nếu các bạn muốn là day trader thì tôi khuyên các bạn sẽ không nên cho những người mới bắt đầu. Trừ khi nào bạn trade long term rồi, bạn chơi, bạn invest, bạn biết hết nhiều thì các bạn có thể làm trade. Trade, như nào, day trader là có nghĩa trade mỗi ngày, tùy vào mỗi người. Nhưng mà tôi sẽ có một cái bài nói về cái người mà trader, thì nó có nhiều cái way, có người trade theo cái technical trend, họ ngồi analyze cái map, còn có người thì họ trade theo cái trend, họ có thể trade theo cái news trong ngày, cho nên họ sometimes họ get in and get out in couple second or couple minutes to make money. Họ có chiến thuật rõ ràng, họ phải set cut loss và mọi thứ khác nữa. Cho nên cái người mà trader thì nói chung thì người ta có kinh nghiệm nhiều. Giống như tôi với các bạn này thì tôi có thể nói như chẳng hạn như bây giờ mình có thể mình có nói đơn giản như cái day trader thì họ canh trong cái short term hơn, cho nên họ đoán được nhanh trong cái khoảng thời gian đó và họ nắm bắt để họ kiếm tiền. Chẳng hạn như giờ tôi có thể nói là một tiếng sau tôi có thể đi làm xong rồi tôi về nhà, thì tôi có thể một tiếng nữa tôi biết, nhưng mà trong chuyện một ngày, hai ngày, năm ngày tôi không biết được. Cho nên người người mà active trader mà swing trade là gì đó thì họ coi những cái trend đó họ bắt được, và họ muốn đó thì họ không không phải dễ, cho nên họ rất là có kinh nghiệm, nhưng mà cùng thời họ cũng bỏ ra rất là nhiều xương máu trong vấn đề đó. Thôi chúng ta sẽ bữa nào đó tôi sẽ nói một bài về những cái người đó thì rất là chúng ta tôi sẽ ráng kiếm thêm một một số người train như vậy để tôi coi cần cái người ai là cái người mà giỏi về cái vấn đề đó, để chúng ta sẽ theo dõi thử coi họ làm cái gì và họ là manage cái fund nào nha. Ok rồi, ok, phần kế tiếp thì tôi xin để một cái tin
vui à, tin không phải vui nhưng mà tin này nó tôi đọc thấy rất là nó interesting cho nên tôi đọc cho các bạn nghe thôi. Ok à, rồi cái câu chuyện này là cái câu chuyện nó nói là cái sự tranh giành giữa những người chị em trong gia đình sau khi mà người mẹ của họ cái người mẹ của họ qua đời và họ có cái quyền thừa hưởng và họ đang tranh giành nhau. Ok có hai người, đã có hai người sister và đã bị bà mẹ coi là cái người lạ trong những cái năm mà bà chuẩn bị sắp bị mất và bà cố gắng để mà pass cái trong cái căn nhà của bà, cái tài sản của bà cho người đó. Ok đọc sơ qua thì tôi thấy là cái bà đây ha, cái cuộc đấu tranh giữa giữa bốn cái người chị em trong gia đình này sau khi người mẹ đã pass away và cái người ba mẹ thì bà make it clear, có nghĩa là bà rõ ràng bà chia tài sản không có muốn cho bốn người. Ok ok trước khi bà Betty Ingrid from Townsville, Queensland bà mất hồi tháng 4 vừa rồi, bà làm cái sự thừa kế, bà là cái sự thừa kế và là cái will đó bạn, là cái di chúc rõ ràng là cái tài sản là split giữa hai, giữa người con gái trẻ nhất Colleen Atenua và người con gái lớn thứ nhì trong gia đình là Cathy Cummins. À, lý do là family name khác nhau, tự nhiên bà này lấy chồng cho nên họ đổi tên. Ok còn lại hai người khác là Sharon Dodge và Carol Bacon. Ok bà này tên Carol Bacon. Ok đại khái là Sharon với Karen á, là Sharon and Carol là không có được chia tiền, thì có bà Colleen và bà Cathy thì được chia tiền. Ok Sharon and Carol Miss L. Ok và Miss English, bà English là giải thích rõ ràng trong cái di chúc của bà là rõ ràng bà đã trở nên xa lạ, rồi hai người con gái của bà đã trở nên xa lạ với bà trong những năm cuối cùng của bà. Ở đây thay là khi mà bà làm cái di chúc của bà nghĩ từ từ năm 1209, có nghĩa là mười mấy năm về trước rồi, bà đã viết sẽ bà viết cái lá thư thứ hai cái sister, à đại khái là bà đã quyết định bỏ hai cái bà chị ra khỏi cái thừa kế của bà, tại vì bà không, tại vì họ đã không có làm gì đối với bà hết. Cái Miss Antonio là bà Colin. Ok bà Colin này là bà trẻ nhất đó, là cái hình ảnh là người nào. Ok bà Betty English cho các bạn. Ok bà mẹ nói rằng á là bà viết cái lá thơ rõ ràng, bà nói rằng tại vì bà không muốn hai cái người sang hai người con cái bà mà bà cái đại khái là bà từ chối đó, bà không muốn hai người bà ghét, nó là bà không muốn hai người đó nhận cái tiền nào của bà hết, và cái tài sản của bà thì khoảng chừng 500.000 đô la trước khi lệ phí, có nghĩa là sau khi phí thì tôi nghĩ chắc cái death tax ở Australia mình sau khi chắc cũng phải 25% hay là 17% gì đó, cho nên thì lại là cái 500.000 thì hai người này được thừa hưởng thì chia ra thì chắc cũng cũng là khá đó. Ok xong bà viết rõ ràng tại là tôi muốn giải thích rõ ràng tại sao hai người con gái của tao của tôi sẽ không được trong cái thừa hưởng của tôi, tại vì chồng của tôi pass away khi ông chết năm 1994 và bà nhìn lại khoảng 12 năm đấy bà rất là thất vọng, và tại vì hai người con gái của bà rất là khi nói là selfish, có nghĩa là rất là không có giúp đỡ ba mẹ mình, ta khác không giúp đỡ bà và cũng không có tốt với những chị em khác. À, bà viết cái lá thơ đó thì người ta đã đọc được theo người ta cho biết không có sự giúp đỡ gì hết từ hai người chị,
và cái gia đình của họ, họ không có gọi, họ không có cho một cái món quà gì cho bà Betty trong cái sinh nhật hay là Giáng sinh. À, cái người em gái thì cái người em gái của Miss Cumming Onohan là hai cái người người con gái út và người con gái lớn thứ nhì đó lúc nào cũng hỏi và nói là nếu mà mẹ cần cái gì không, cần go to shop, cần bác sĩ và để họ tới và giúp đỡ. Cho nên bà viết xuống rõ ràng ha, viết xuống cái rõ ràng. Xong rồi bây giờ tôi quyết định cho họ với là cái tình yêu của tôi và cái sự biết ơn của tôi về họ giống như là người mẹ quyết định để lại cho hai người con, cho họ là cái tình yêu thương của họ và họ đã cho tôi, và đây là một cái cách xứng đáng để tôi, cho nên là bà mẹ là đã viết như vậy. Ok. Rồi Carol and Sharon, hai hai bà chị đó, cái bà chị này bà chị lớn nhất và bà chị thứ ba đó, mình hay dịch tạm dịch Việt Nam vậy, không có làm gì hết cho nên họ sẽ có không có được nhận cái gì hết, họ sẽ deserve nothing. À, cái cô gái Úc thì nói là Mr. Interview that left, họ đã bà cho biết, cái cô gái Úc cho biết là hai người chị kia sẽ muốn muốn cái nhà cửa này sẽ chia bốn cho bốn người nhưng mà không có được, chỉ có hai người chị kia thì chỉ có muốn cho họ 5% thôi. Và hai cho nên hai cái cô đó là không chịu. Ok, rồi bây giờ họ sẽ muốn kiện ra tòa. Ok, rồi bây giờ bắt đầu ra luật sư để mà kiện lên. Ok, rồi cái luật sư cho biết là ok, cái sự mà giả định trong gia đình đó thì không có đúng, và họ nói là hai bà này sẽ nói không có, tôi vẫn yêu mẹ tôi vô cùng. Ok, và họ muốn được quyền thừa hưởng. Ok, so cái sự motivation là cái động lực của hai cái người chị đó thì đòi thừa hưởng gia tài thì không không ai biết là từ đâu, có thể do chồng con gì đó thúi dại không biết, nhưng mà đó, the case will be in court, là bây giờ sẽ ra tiền ra tòa tại vì 5% hai bà không chịu. Ok, hai bà đó nha các bạn. Ok, đó thì câu chuyện vui thì để cho chúng ta biết rằng thì thật sự ra thì đúng ra thì gieo quả nào gặt quả đó thôi, thì cái chuyện này vui. Thì tự nhiên mình thấy cái chuyện này ở Việt Nam thì câu chuyện nó cũng là chuyện vui, nhưng mà thật ra ở Úc này mình thấy cũng có chứ không không gì đâu, thì thực sự là như vậy. Thì nếu mà các bạn thích thì tuần sau mấy ngày nữa mình sẽ bọc một cái tin tức khác các bạn ha. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi, tôi chúc các bạn có một đêm an lành. Xin cảm ơn các bạn.